Hello, xin chào tất cả các bạn ha. Mình là Phúc Thế Kỷ đây. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ba cái nhiệm vụ thế giới nha các bạn. Ở trong đây thì có hai cái nhiệm vụ danh vọng các bạn và một cái nhiệm vụ hàng ngày các bạn, 7 ngày. Đầu tiên là các bạn dịch chuyển qua bên cái làng Aru này nha các bạn. Các bạn dịch chuyển qua. Sau đó các bạn tìm cái chấm than màu xanh này các bạn. Các bạn đi ngang đây cũng được. Các bạn đi ngang cái chỗ của cô gái này nè. Đó. Thì đây là cái nhiệm vụ hàng ngày nha các bạn, cho nên là các bạn bắt đầu làm từ ngày hôm nay là được rồi đó các bạn ơi. Ok, mỗi ngày thì chúng ta sẽ có một cái web mới. Sau khi mà chúng ta nói chuyện xong thì NPC kia chúng ta kích hoạt mấy cái chậu cây này nè các bạn. Thì bạn đổi nguyên tố thảo ha. Khi mà đổi nhân vật có nguyên tố thảo xong thì các bạn kích vô những cái chậu cây thôi. Đây còn một chậu nữa nè các bạn. Mình đang chờ hồi skill các bạn ơi. Rồi xong. Sau đó các bạn nói chuyện với NPC một tí nữa. Rồi khi mà các bạn nói chuyện với NPC một tí nữa thì mình được 30 nguyên thạch nha các bạn. Khá là ngon, chỉ cần kích nguyên tố thảo là được 30 nguyên thạch thì các bạn. Quá ngon rồi đúng không? Rồi sau đó thì mình đi thẳng lên trên đây nha các bạn. Thì khi mà đi thẳng lên thì các bạn sẽ gặp NPC nha các bạn. NPC là đang đứng ở đây nè các bạn. Đây là một cái nhiệm vụ danh vọng nha các bạn. Sau khi nói chuyện với NPC xong thì mình có một cái nhiệm vụ đó là gia nhập Eremite bao sống khỏe. Sau đó là mình xuống mình nói chuyện với lại NPC dưới đây nha các bạn. Tiếp tục là lại nói chuyện với những NPC khác các bạn ơi. Khi mình nói chuyện xong thì nó kêu mình về nghỉ ngơi đôi chút. Xong sau đó là mình sẽ chạy thẳng lên trên cái chỗ chấm màu xanh nha các bạn. Ba cái nhiệm vụ này làm rất là mau nha các bạn. Anh em nào xem nhớ là đăng ký kênh và cho mình xin một lượt like nha, cảm ơn anh em. Rồi sau đó mấy bạn lại nói chuyện với hai đứa nhỏ nè các bạn. Rồi sau đó là mình sẽ chạy lại cái chỗ này nè các bạn. Đó. Rồi sau khi chạy lại cái chấm màu vàng thì nó chỉ định cho mình nha các bạn. Thì mình sẽ chạy theo những cái vệt màu vàng mà nó chỉ định. Rất là đơn giản thôi ha, những cái nhiệm vụ này không có nhiệm vụ nào khó hết các bạn ơi. Rồi nhảy. Rồi đó, có chấm màu vàng ở trên thế rồi các bạn. Rồi tới đây là xong rồi nha các bạn. Sau đó là mình lại mình nói chuyện tiếp nha các bạn. Khi mà nói chuyện được một lúc thì nó kêu mình đánh tất cả ma vật nè các bạn. Thì mình đi đánh mấy con ma vật thôi đó. Mình dịch chuyển qua bên thất thiên tượng này rồi mình đi bộ ra các bạn. Rồi đi bộ tới 120 mấy mét là các bạn, đi bộ ra tới cái chỗ đánh mấy con quái vật nha các bạn. Rồi sau khi mà mấy bạn đánh mấy con quái này xong á thì mình sẽ nói chuyện một hồi nữa nha các bạn. Rồi sau khi mà mình nói chuyện với mấy đứa nhỏ xong thì mình được ba cái cuốn sách này nha các bạn. Thật sự là nó không có gì đâu nhưng mà nó được cái nhiệm vụ danh vọng các bạn. Sau đó là mình lại dịch chuyển xuống cái làng này nữa nha các bạn. À, sau đó thì mình chạy xuống cái chỗ mà có một cái đài quan sát đó các bạn. Mình đây nè. Mình các bạn đi di chuyển theo mình nha. Nè các bạn thấy cái đài quan sát màu xanh xanh ở trước mặt mình không? Nhưng mà hiện tại thì không có NPC nữa đứng trên đây nha các bạn. Nè, bên đây nè các bạn. Các bạn chỉnh thời gian về ban ngày nha các bạn. Bạn chỉnh về ban ngày là được thì NPC sẽ xuất hiện nha. Rồi NPC đang đứng ở trên cái đài này các bạn. Mình leo lên thôi. Nó NPC trên đây ha. Rồi mình nói chuyện với NPC. Xuống đây lấy đồ nha các bạn. Xuống đây nói chuyện với ông này để lấy đồ. Lấy được đồ rồi trở về giao lại cho MC. Rồi đặt vật phẩm vào các bạn. Rồi giao. Nói chuyện thêm chút nữa là hoàn thành. Mình quên nữa bạn, chưa hoàn thành đó các bạn ơi. Mang hoa cho Nedrim nè các bạn.
Mà tôi thắc mắc xíu anh em. Hai đứa nói chung là từ đứa trên đứa dưới gì đó mà không đưa nó bắt mình mà đi đưa như vậy bạn. Mình vô xin như các bạn đặt khi các bạn đặt chậu hoa xuống thì có một cô gái sẽ ra nha. Nói chuyện với cô gái xong rồi về nói chuyện với chàng trai. Sau khi mà nói chuyện với chàng trai xong thì chúng ta hoàn thành nhiệm vụ nha các bạn. Được có 3 cuốn sách à mà nó bắt mình làm cỡ đó đó các bạn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ về cái thành Sumeru mình cho các bạn coi nè. Đó, mình sẽ được hai cái nhiệm vụ nha các bạn. Mình sẽ được hai cái nhiệm vụ danh vọng đó là hoa trên cát với lại gia nhập Eremita bao sức khỏe nè, hai cái này nha các bạn. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những cái clip sau, và đừng quên là đăng ký kênh và like cho mình nha. Cảm ơn em rất là nhiều.